Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2014 và tối nay thì chúng ta sẽ có một cái bài pháp thoại liên quan tới bài kinh Rahula Sutta ở trong Chatuka Nipata trong chương 4 của Tăng Chi Bộ Kinh. Rahula hay là Lahula là người con của Đức Phật, và Đức Phật đã giáo giới hay là giảng cho ngài Rahula trong rất nhiều lần và giải giác trong các cái bài kinh, và ở đây là một trong các cái bài kinh đó. Một lần nọ, Lahula có tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Lahula ngồi xuống một bên và Đức Phật đã dạy cho Lahula bài kinh này. Đức Phật nói rằng phàm bất cứ địa giới nào, nội địa giới hay ngoại địa giới, con cần phải quán rằng địa giới này không phải là của ta, không phải là ta và không phải là tự ngã của ta. Nếu như với chánh tri kiến con thấy rằng địa giới này không phải là của ta, không phải là ta và không phải là tự ngã của ta, với chánh tri kiến nếu con thấy như thật thì con sẽ buông bỏ được sự dính mắc của mình đối với địa giới. Tương tự như vậy, Đức Phật ngài nói tiếp cho các đại còn lại, trong đó là địa đại, hỏa đại, phong đại và thủy đại. Tất cả các giới này hay là tất cả các đại này, cho dù là nội hay ngoại, cần phải với chánh tri kiến quán rằng đó không phải là của ta, không phải là ta và không phải là tự ngã của ta. Khi mà chúng ta có cuộc sống này, điều đó có nghĩa là chúng ta có một cái xác thân. Và xác thân ở đây nó chính là danh sắc này. Và trong các sắc, tất cả chúng ta có 28 sắc. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ nêu lên bốn cái đại chính, đó là đất, nước, lửa, gió, trong số 28 loại sắc. Và cái lời giáo giới của Đức Phật cho Lahula có một cái ý nghĩa rất là quan trọng đối với xác thân này của chúng ta, đặc biệt liên quan tới tứ đại đất, nước, lửa, gió. Nếu chúng ta với chánh tri kiến, nếu chúng ta với tuệ minh sát quán chiếu các đại này, đó không phải là của ta, không phải là ta và không phải là tự ngã của ta, thì chúng ta sẽ thấy như thật và sẽ thoát ly được các cái sự dính mắc đối với xác thân của mình hay là đối với tứ đại. Trong thường ngày thì chúng ta có rất nhiều các cái hoạt động, ví dụ như là chúng ta đi, chúng ta nằm, chúng ta ngủ hay là chúng ta ăn, chúng ta uống. Có rất nhiều các cái hoạt động mà chúng ta luôn luôn, nếu không biết về pháp một cách rõ ràng, chúng ta luôn luôn cho rằng đó là ta, đó là của ta, và chúng ta đồng hóa với tất cả các pháp này. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không thấy rõ được bản chất của các pháp. Và nếu không thấy rõ được bản chất của các pháp thì cũng có nghĩa là chúng ta lầm tưởng. Và lầm tưởng ở đây là chúng ta đồng hóa với cái gọi là tôi và cái gọi là của tôi đối với các hiện tượng hay là các sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ở đây chúng ta thấy đó là các cái hoạt động trong cuộc sống, trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta là do sự tương tác của danh và sắc. Thì khi mà chúng ta có một cái ý muốn khởi phát ở trong tâm thì các cái yếu tố thuộc về tứ đại
sẽ được kích hoạt và tạo ra các cái hoạt động của chúng ta. Nếu không hiểu rõ được điều này thì chúng ta luôn luôn cho rằng mình ngồi là mình ngồi, chúng ta đi là ta đi, ta đi ta ngồi, ta ăn ta uống, vân vân. Trên thực tế thì khi mà trong tâm chúng ta yếu tố tâm dẫn đầu, khi mà khởi phát một cái ý muốn ở trong tâm thì nó làm cho yếu tố của phong đại hay là yếu tố gió được nổi trội. Và khi yếu tố gió được nổi trội, nó sẽ dẫn tới các cái chuyển động. Ví dụ như là nó làm cho bước chân của chúng ta bước đi, tay của chúng ta đưa ra, mắt của chúng ta mở hoặc nhắm lại. Đó cũng là nhờ yếu tố gió. Và ngay kể cả khi mà chúng ta ăn, do cái ý muốn ăn, yếu tố phong đại được kích hoạt và làm cho miệng chúng ta mở ra rồi ngậm lại, đó là do yếu tố gió. Như vậy thì ở đây không có ai là một cái người hoạt động trong các cái hành động này cả, mà nó chỉ là sự tương tác của các cái yếu tố danh sắc hay là thân tâm mà thôi. Do tâm dẫn đầu, tâm có một cái ý muốn và yếu tố sắc phong đại trở nên nổi trội và làm cho các cái chuyển động hoặc là các cái hoạt động của thần. Và không phải chỉ có yếu tố phong đại, mà ở đây chúng ta thấy yếu tố thủy đại hay là yếu tố nước cũng đóng cái vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng được cấu thành phần lớn bởi các cái yếu tố thủy đại hay là yếu tố nước này. Chúng ta có máu được lưu thông trong cơ thể, và rồi chúng ta có nước miếng, khi mà chúng ta ăn thì nước miếng phải được tiết ra. Và cơ thể của chúng ta đối với các cái nhiệt độ để quân bình thì nó cần phải được toát mồ hôi. Nếu mà không có toát mồ hôi, chúng ta không thể nào quân bình với cái nhiệt độ ở bên ngoài. Thì cũng nhờ cái cơ chế mà toát mồ hôi thế này, nó giúp cho cơ thể được quân bình. Chính vì vậy mà yếu tố thủy đại hay yếu tố nước ở đây đóng một cái vai trò quan trọng và là một cái yếu tố cấu thành căn bản trong sắc thân của chúng ta. Một cái yếu tố không kém phần quan trọng ở đây, đó là yếu tố hỏa đại hay là yếu tố lửa. Nhờ có yếu tố lửa mà giúp cho chúng ta tiêu hóa được các thức ăn vật thực. Chúng ta có thể ăn rất nhiều các cái loại vật thực khác nhau, ví dụ như là thịt, cá, rồi rau, rồi các cái loại hạt, đậu, vân vân. Thì tất cả các cái thức ăn này chúng ta cảm thấy là nó rất là cứng hoặc là nó rất là khó tiêu, nhưng mà nhờ có cái yếu tố hỏa đại thì sẽ giúp cho các cái vật thực này nó được tiêu hóa và để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Và không chỉ vậy, cái yếu tố lửa cũng giúp cho chúng ta trưởng thành và lớn lên. Sở dĩ mà chúng ta được phát triển, được trưởng thành là cũng nhờ yếu tố lửa này. Và cũng nhờ có cái yếu tố lửa này mà làm cho cái thân thể của chúng ta nó ngày trở nên trưởng thành, già đi và cằn cỗi. Chúng ta da trở nên nhăn nheo, trở nên đồi mồi, lưng còng, mắt mờ, rồi tóc bạc là cũng do cái yếu tố lửa này. Nó làm cho cơ thể của chúng ta ngày càng trở nên già đi. Thì chúng ta thấy nếu như mà các cái yếu tố nó được quân bình thì cái cơ thể của chúng ta nó ở một cái trạng thái tốt, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh. Nếu như tứ đại không được quân bình, chẳng hạn ở đây là yếu tố lửa hay là yếu tố hỏa đại nó nổi trội hơn yếu tố thủy đại hay là yếu tố nước, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị sốt, bị phát bệnh. Và có nghĩa là cái người đó cần phải quân bình lại cái tứ đại của mình. Và trong một cái trường hợp khác, chúng ta thấy rằng nếu như cái yếu tố nước nó nổi trội hơn với cái yếu tố hỏa đại hay là yếu tố lửa, thì nó lại gây ra một số các cái căn bệnh. Ví dụ như là chúng ta cảm thấy bị phù thủng, chúng ta cảm thấy bị tiêu chảy, hay là chúng ta luôn luôn là chảy nước miếng, chảy dãi, vân vân. Đó là do cái tứ đại không được quân bình. Và tất cả các cái bộ phận của chúng ta, ví dụ như là xương, là thịt, là tóc, lông, móng, răng, da,
vân vân. Tất cả những cái bộ phận này là được cấu thành bởi yếu tố địa đạo hay là yếu tố đất. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì bất kỳ khi nào mà chúng ta có các cái hoạt động thông thường, ví dụ như là chúng ta đi lại, chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tắm rửa, vệ sinh, vân vân, chúng ta luôn luôn cho rằng đây là chúng ta muốn, là chúng ta làm. Chúng ta là cái người quyết định trong tất cả các cái hoạt động của mình. Chúng ta là một cái thực thể quyết định trong các cái hành động đó. Sở dĩ mà chúng ta có cái ý nghĩ như vậy là vì có một cái sự hiểu biết sai lầm. Cái sự hiểu biết sai lầm là chúng ta không thấy rõ được đối với bản chất của các pháp. Và cái sai lầm ở đây liên quan tới cái xác thân này của chúng ta, và người ta còn gọi đó là do có thân kiến. Luôn luôn chúng ta có một cái tà kiến cho rằng có một cái sự hiện hữu của cái xác thân này. Người ta gọi đó là Sakkaya Ditthi, là thân kiến. Và chúng ta thực hành thiền minh sát ở đây với cái mục đích là để loại trừ được cái tà kiến này, tà kiến về một cái xác thân. Chúng ta đẩy lui được thân kiến Sakkaya Ditthi. Khi mà chúng ta quan sát đối với đối tượng chính là phòng sạch, thì sở dĩ ở đây mà cái bụng của chúng ta nó chuyển động lên xuống cũng chính là nhờ yếu tố gió. Do có yếu tố gió mà bụng của chúng ta nó có thể chuyển động lên xuống được. Và điều đó có nghĩa là quan sát cái sự chuyển động của bụng thì chúng ta cũng nhận ra cái yếu tố gió này. Và chúng ta thấy rằng là yếu tố gió thì không phải là chỉ có ở bụng. Có những lúc chúng ta sẽ nhận thấy rằng là nó chuyển động lên phía trên, nó chuyển động lên trên đầu. Rồi có những lúc chúng ta thấy nó chuyển động xuống phía dưới. Rồi có những lúc chúng ta thấy chuyển động sang hai bên, bên phải, bên trái. Và rồi có những lúc người ta thấy là toàn thân nó có các cái chuyển động. Như vậy thì ở đây tất cả những cái chuyển động như vậy nó biểu hiện đó là yếu tố gió, yếu tố của phong đạo. Và trong tất cả các cái hoạt động mà chúng ta có thể làm được, ví dụ như là chúng ta giơ tay ra, chúng ta đứng lên, chúng ta ngồi xuống, chúng ta đi được, vân vân, cũng là nhờ cái yếu tố gió này. Như vậy thì với cái việc mà quan sát trên đối tượng chính là phòng xẹp cũng sẽ giúp cho người thiền sinh nhận ra cái yếu tố gió một cách rõ ràng hơn. Và chúng ta cũng chẳng cần phải hỏi là tại sao có lúc là mình thấy tự nhiên cái cơ thể hay là một cái phần nào đó trở nên là căng cứng, chúng ta sẽ cảm giác như là có cái sự căng cứng, cái sự đau ở đâu đó. Sở dĩ có cái căng cứng này cũng là do yếu tố gió. Vì vậy quý vị cũng đừng hỏi là lý do tại sao, vì Đức Phật cũng đã giải thích cho chúng ta một cách rõ ràng tất cả các cái hiện tượng trên thân, những cái chuyển động, những cái căng, cái cứng đó là do yếu tố gió nó tạo thành. Và rồi chúng ta cũng còn nhận ra được cái yếu tố lửa hay là hỏa đạo. Chúng ta thấy ngồi một lúc chúng ta có cái cảm giác nó nóng ở trong thân, nó nóng ở chỗ này, nó nóng ở chỗ kia, người chúng ta dường như là nó nóng hơn. Và thậm chí là kể cả khi mà chúng ta có ngồi ở trong một cái phòng nó có điều hòa, hay là chúng ta ngồi có quạt, thì chúng ta vẫn có cái cảm giác nóng. Như vậy thì cái yếu tố mà nóng ở đây nó chính là cái yếu tố của hỏa đạo hay là yếu tố lửa. Như vậy thì bất cứ khi nào mà chúng ta nhận ra cái yếu tố lửa này thì chúng ta hãy ghi nhận và quan sát, và cũng đừng đặt ra câu hỏi là tại sao. Đức Phật cũng đã giải thích một cách rõ ràng, yếu tố làm cho thân thể của chúng ta nóng ở đây đó là do lửa hay hỏa đạo. Và thậm chí là có những lúc mà chúng ta cảm giác như là người chúng ta nó nhẹ bỗng, thì cái hiện tượng như vậy nó cũng gây ra bởi yếu tố lửa. Và tương tự như vậy thì khi mà cái việc thực hành của chúng ta nó ngày càng tiến bộ và trở nên tốt hơn, thì chúng ta cũng nhận ra được cái yếu tố thủy đạo hay là yếu tố nước. Người chúng ta nó toát mồ hôi, hoặc là chúng ta có thể chảy nước miếng, vân vân. Tất cả các cái hiện tượng mà liên quan tới yếu tố nước chúng ta cũng có thể nhận ra. Và hãy chỉ ghi nhận và quan sát mà thôi, cũng đừng đặt ra câu hỏi là tại sao.
Vì tất cả những cái điều này Đức Phật đã giải thích một cách rất rõ ràng và nó liên quan tới các cái tứ đại, và trong trường hợp ở đây đó là thủy đại. Và rồi có những lúc là chúng ta cảm ghi nhận được các cái yếu tố thuộc về địa đại, các cái trạng thái ví dụ như là thô hay là mịn trong các cái xúc chạm chẳng hạn, thì cũng có nghĩa là chúng ta đã ghi nhận được yếu tố địa đại hay là yếu tố đất. Như vậy thì cái nhiệm vụ của người thiền sinh ở đây là người ta quan sát bất kỳ các cái hiện tượng nào mà nó sinh khởi, thì cho dù đó là chúng ta cảm giác như là căng cứng, nặng, nhẹ, hay là chúng ta cảm giác thấy nóng, thấy lạnh, chúng ta có cái cảm giác như đang toát mồ hôi, vân vân, cái căng, cái ngứa, cái tê, cái mỏi, vân vân, ở bất kỳ đâu đó. Thì cái nhiệm vụ của người thiền sinh là hãy ghi nhận và quan sát. Khi mà việc thực hành của chúng ta đã ngày càng trở nên tốt hơn, thì bất kỳ khi nào mà chúng ta ghi nhận các cái hiện tượng này, chúng ta đều thấy chúng đến rồi đi. Chúng ta ghi nhận cái nóng thì cái nóng cũng qua đi. Chúng ta ghi nhận cái tê, cái cứng thì cái tê, cái cứng nó cũng qua đi, vân vân. Cứ như vậy, điều đó có nghĩa là cái người thiền sinh đã có được một sức định, đã có một sự quan sát đã rất tốt và tiến bộ trong cái việc thực hành. Và rồi chúng ta còn ghi nhận được các cái ý muốn đối với các cái hành động chúng ta làm. Bất kỳ làm cái gì thì chúng ta cũng có một cái ý muốn đi, ý muốn nằm, ý muốn há miệng, vân vân. Tất cả các cái hành động đó đều có các cái ý muốn. Và điều đó có nghĩa là chúng ta ghi nhận được về danh sắc hay là về các cái tiến trình thân tâm này. Và khi ghi nhận các cái tiến trình thân tâm này thì chúng ta thấy rằng nó luôn luôn thay đổi. Không ai có thể kiểm soát được ở đây cả. Các tiến trình này là hoạt động diễn ra một cách tự nhiên. Không ai có thể can thiệp, không ai có thể kiểm soát được đối với các cái tiến trình này. Và điều đó có nghĩa là người thiền sinh đã quan sát và nhận ra thông qua cái sự tu tập của mình. Cái kiến thức mà chúng ta có được, cái kinh nghiệm quan sát mà chúng ta có được không phải xuất phát từ sách vở mà xuất phát từ việc thực hành của mỗi người. Và ở đây nó chính là Bhavana Maya, nó chính là do cái việc tu tập của chúng ta. Và cũng chính nhờ vậy mà giúp cho chúng ta hiểu được bản chất của các hiện tượng hay là bản chất của các pháp một cách rõ ràng. Và điều đó có nghĩa là dần tới các cái bước mà người thiền sinh sẽ đạt được đối với các tuệ minh sát. Và chúng ta càng duy trì cái sự thực hành của mình thì chánh niệm cũng như sức định sẽ được củng cố và tăng trưởng. Và khi chánh niệm và sức định đã trở nên vững vàng thì bất kỳ khi nào mà chúng ta ghi nhận được các cái hiện tượng thì các cái hiện tượng đó luôn luôn thay đổi, luôn luôn diệt đi. Và như vậy thì chúng ta càng ghi nhận thì cái độ sắc bén càng trở nên rõ ràng, cái sự sinh diệt của nó, cái sự thay đổi của nó ngày càng trở nên rõ ràng. Và điều đó có nghĩa là người ta sẽ bớt đi cái sự dính mắc đối với các hiện tượng, đối với xác thân mình. Nếu như mà chúng ta có thể duy trì được việc thực hành cho tới khi đạt được một cái mức độ mà chúng ta thấy được sự thay đổi, diễn tiến của các tiến trình danh sắc của tứ đại một cách rõ ràng, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã loại trừ được đối với các cái sự dính mắc liên quan tới sắc thân này. Chúng ta thấy ở đây, khi quan sát đối với các cái hiện tượng này, mọi hiện tượng chúng ta quan sát được, chúng luôn luôn thay đổi. Và cái sự thay đổi ở đây, đó chính là vô thường. Tất cả các hiện tượng đặc tính của nó là luôn luôn thay đổi, cũng có nghĩa là vô thường. Cho dù chúng ta có một cái cảm thọ lạc đi chăng nữa, thì cái lạc này nó cũng không thường hằng, cái lạc này nó cũng qua đi, nó cũng vô thường. Và tất cả những cái gì mà nó thay đổi, cho dù là lạc thú, nó đều có chung một cái bản chất, đó là khổ. Khổ ở đây là vì nó luôn luôn thay đổi, nó không có thường hằng. Như vậy là chúng ta thấy được cái sự vô thường, chúng ta thấy được đặc tính khổ. Và rồi chúng ta thấy trong tất cả các cái hiện tượng này, không một ai có thể kiểm soát được.
Bình thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta là cái người mà có thể điều khiển được thân thể mình, điều khiển được xác thân của mình. Chúng ta muốn là chúng ta làm được, chúng ta muốn đi là chúng ta đi, chúng ta muốn ăn là chúng ta ăn, và chúng ta muốn nói là chúng ta nói. Dĩ nhiên khi mà chúng ta khỏe thì cái điều đó là có thể, nhưng nếu như tứ đại của chúng ta nó không được quân bình, các cái đại này nó ngày càng yếu đi, thì cái điều đó kể cả khi mà chúng ta muốn đi chăng nữa cũng không có thể nào làm được. Khi mà cái thân thể của chúng ta nó nằm liệt một chỗ, điều đó có nghĩa là tứ đại này nó đã bị mất quân bình. Thì nếu như mà chúng ta nói cũng không có thể mở miệng ra được, nếu mà chúng ta muốn mở mắt lúc này cũng rất là khó khăn. Thậm chí là nếu như mà chúng ta muốn đi ra nhà vệ sinh, cái điều đó dường như là không thể, vì lúc này các tứ đại không có hoạt động một cách quân bình. Và điều đó có nghĩa là cho dù chúng ta muốn nhưng mà thân của chúng ta nó không tuân thủ, và các cái hoạt động của chúng ta cũng không thể nào có thể diễn ra một cách như bình thường. Ngay kể cả những cái việc rất là đơn giản như là chúng ta nhắm mắt, mở mắt, co tay, duỗi tay, chúng ta thậm chí là chỉ có nằm trên giường, bây giờ chúng ta trở dậy, cái điều đó cũng là một cái không bao giờ có thể thực hiện được nếu như tứ đại chúng ta mất quân bình. Như vậy thì trong cái tiến trình này không có bất kỳ một ai có thể kiểm soát được. Những cái mà chúng ta tạm thời chúng ta gọi là một cái người A, một cái người B, nhìn ra bên ngoài đó chỉ là một cái tên gọi, một cái mà người ta theo quy ước, và trên thực tế thì nó chỉ là một cái tập hợp mà không có ai có thể kiểm soát được các cái tập hợp này. Và sở dĩ các cái tập hợp này còn có khả năng hoạt động là do các cái yếu tố về tứ đại được quân bình, và hoạt động danh sắc còn có các tương tác. Bất kỳ khi nào mà tứ đại mất quân bình thì cái sự tương tác này không còn nữa, có nghĩa là lúc này chúng ta không có thể kiểm soát được bất kỳ điều gì. Và cái điều này chỉ được thấy rõ thông qua cái sự quan sát, thông qua cái sự thực hành của mỗi người, để cho chúng ta thấy ngày càng rõ hơn bản chất của các hiện tượng dưới lăng kính của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và điều đó chúng ta thấy một điều ở đây, khi mà chúng ta cơ thể mất quân bình thì chúng ta có thể tìm tới bác sĩ, tìm tới thầy thuốc, đó là ở trong một cái phạm vi nào đó mà thôi. Cơ thể mất quân bình hay là tứ đại mất quân bình là dẫn tới bệnh tật. Nếu như mà bệnh tật của chúng ta không có nghiêm trọng thì chúng ta có thể cầu cứu tới bác sĩ, cầu cứu tới thuốc thang. Nhưng nếu như cái căn bệnh của chúng ta, căn bệnh do cái tứ đại mất quân bình nó trở nên nghiêm trọng, thì lúc này có nghĩa là vô phương, chúng ta không có thể nào làm được. Bác sĩ cũng không có thể can thiệp, thuốc cũng không có thể can thiệp. Và nếu như mà chúng ta không tu tập thì chúng ta không biết cách chấp nhận. Chỉ thông qua cái tu tập chúng ta mới có thể chấp nhận bản chất của các cái hiện tượng này, không thể nào kiểm soát được. Và nếu không nhìn nhận ra được cái điều này, khi mà cái hiện tượng đó xảy ra đối với mình, điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta có các căn bệnh và chúng ta bất mãn với căn bệnh đó, chúng ta không chấp nhận. Và nếu không chấp nhận thì điều đó có nghĩa là nó nảy sinh một cái sự khó chịu, chúng ta sân hận đối với bệnh tật, cũng có nghĩa là chúng ta sân hận đối với bản thân mình. Và như vậy các cái bất thiện nó lại sinh khởi, do chúng ta không thấy được bản chất của các vấn đề, bản chất của sắc thân này. Như vậy thì Đức Phật đã chỉ giáo cho La Hầu La là hãy quán chiếu, hãy nhìn sắc thân này, hãy nhìn các cái tứ đại đất nước lửa gió dưới góc nhìn đó không phải là của ta, đó không phải là ta, và đó không phải là tự ngã của ta. Bất kỳ các cái đại nào trong số các đại này, bản chất của chúng là luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường. Và nếu với chánh tri kiến chúng ta như thật tuệ chi, tứ đại này hay sắc thân này đó không phải là một cái ngã, và cũng không phải là các cái yếu tố của sở ngã, thì lúc này chúng ta không còn có sự dính mắc đối với sắc thân này nữa. Bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy rõ các cái hiện tượng này với chánh tri kiến như thật tuệ chi, và cái điều đó cũng có nghĩa là chúng ta xóa đi được các cái dính mắc đối với tứ đại hay là sắc thân này. Và
Cũng chính nhờ cái sự bớt đi dính mắc đối với sắc thân này thì sẽ tiến tới một cái là chúng ta cắt đi được kiết sử, hay ở đây đó là sự hiểu biết sai lầm về sắc thân này, đó là tà kiến hay là thân kiến. Và thân kiến khi chúng ta được loại bỏ thì điều đó đóng một cái vai trò rất quan trọng. Bất kỳ khi nào mà thân kiến được loại bỏ, cái kiết sử này được loại trừ sẽ giúp chúng ta đẩy lui được rất nhiều các cái phiền não liên quan, những cái lo lắng, những cái bất ổn, những cái e sợ, những cái ganh tị, ghen ghét, vân vân, liên quan sở dĩ tới cái sắc thân này của chúng ta cũng chính là do cái sự hiểu lầm về sắc thân này. Chúng ta cho rằng cái sắc thân này là hiện hữu. Chính vì vậy, nhờ sự loại bỏ đối với các cái thân kiến sẽ giúp chúng ta đẩy lui được rất nhiều các phiền não. Và chúng ta thấy ở đây một điều đó là cũng chính là do cái thân kiến này mà chúng ta xuất phát khởi lên trong tâm những cái thích hay không thích, những cái dính mắc hay là chối bỏ đối với đối tượng. Tất cả những cái đó gốc rễ của vấn đề là do thân kiến này. Và cũng do có thân kiến, chúng ta dường như trở nên ích kỷ hơn. Chúng ta muốn nắm giữ cho mình, chúng ta muốn sở hữu, tất cả cũng gốc gác của nó là do có thân kiến. Và nếu với cái việc thực hành của mình, chúng ta hiểu rõ rằng không có một cái gọi là sắc thân này mà một cách thực sự thân kiến được loại trừ, lúc này chúng ta sẽ thấy không có ta, không có người khác, không có một cái chúng sinh. Và dường như là chúng ta có một cái sự tự do, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi sắc thân này nữa. Và cũng chính nhờ cái sự hiểu biết thông qua sự quan sát này sẽ đem lại cho chúng ta một sự an vui, một cái niềm hạnh phúc. Và so sánh với trước khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cảm thấy mình khổ sở biết bao. Và khi chúng ta nhận ra được cái điều này, nó đem lại chúng ta một cái sự an lạc, một sự hạnh phúc khác biệt thế nào. Trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn có các cái mong cầu, và dường như là chúng ta luôn luôn theo đuổi đối với các cái ước muốn, các cái hoài bão, các cái kỳ vọng của mình. Nhưng mà sự việc nó lại không phải như vậy. Không phải là chúng ta cứ muốn là được, không phải là chúng ta cứ lên kế hoạch, cứ mong muốn là chúng ta đạt được điều đó. Điều đó nó còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện mà không phải phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Nếu không hiểu được điều này thì chúng ta lại sẽ trở nên thất vọng, chán chường khi mà các cái ước mong của mình, những cái hoài bão của mình không được thành tựu. Và nếu như mà chúng ta thực hành và chúng ta hiểu pháp và chúng ta xóa bỏ được đối với các cái kiết sử liên quan thì nó đem lại chúng ta một cái sự tự do. Ở đây cái sự tự do của chúng ta nó khác với những cái hạnh phúc mà trước đây chúng ta đã từng có. Bất kỳ cái hạnh phúc nào mà trước đây chúng ta từng có nó có thể thay đổi, nhưng với một cái hạnh phúc do giáo pháp đem lại, với một cái sự hạnh phúc do việc thực hành đem lại, nó đem lại cho chúng ta một sự tự do biết bao. Chúng ta không còn phụ thuộc vào bất kỳ nơi chốn nào, chúng ta không còn phụ thuộc vào bất kỳ những cái người nào đang ở gần và giao tiếp cùng với chúng ta. Chúng ta có thể ở bất kỳ nơi nào, chúng ta có thể giao tiếp với bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào, luôn luôn chúng ta có được một sự tự do, chúng ta không còn bị ràng buộc. Chính vì vậy, ở đây là một cái sự tự do thực sự do việc thực hành đem lại. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải thực hành theo những chỉ dạy mà Đức Phật Ngài đã giáo giới cho La Hầu La. Bất kỳ khi nào mà chúng ta quan sát, ghi nhận đối với các cái hiện tượng thân tâm, ghi nhận đối với tứ đại, đất nước, lửa, gió, chúng ta cần phải quán chiếu với một sự hiểu biết, với tránh chi kiến. Ở đây, đó không phải là của ta, đó không phải là ta, và đó không phải là tự ngã của ta. Và khi đã hiểu được một cách rõ ràng như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một sự tiến bộ trong pháp hành. Và bất kỳ khi nào các cái hiện tượng này sinh khởi, nhiệm vụ của người thiền sinh đó là ghi nhận, quan sát mà thôi. Chúng ta cũng đừng đặt ra câu hỏi là tại sao nó như vậy. Câu hỏi này là không cần thiết, mà nhiệm vụ của người thiền sinh là luôn ghi nhận, quan sát khi mà nó có mặt, khi mà nó sinh khởi. Cũng chính vì vậy, tôi cũng
khích lệ các thiền sinh thông qua bài pháp Đức Phật giáo giới cho La Hầu La, để chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng và áp dụng trong việc thực hành của mình. Tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay. Xin chúc tất cả quý vị tu được an vui.